Gambit của nam diễn viên Channing Tatum có thể nói là một trong những vai cameo ấn tượng nhất trong Deadpool & Wolverine. Bằng chứng là dù phim đã được chiếu hơn một tháng, nhưng các câu thoại cực kỳ đặc trưng của Channing Tatum trong phim vẫn viral và có một sức hút rất rõ rệt. Vậy sau khi xem phim, các bạn có tự hỏi rằng tại sao Marvel lại không trao cơ hội cho nhân vật này trong vũ trụ điện ảnh của mình? Thật ra là có đấy các bạn ạ. Và dự án phim riêng của Gambit cũng là một trong số những tác phẩm gây tiếc nuối nhất khi mà đến giờ vẫn chưa thể đi vào trong giai đoạn sản xuất. Vậy nên là ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Ngay bây giờ sẽ là video của chúng mình về hành trình trông gai của dự án phim riêng với nhân vật Gambit của nam diễn viên Channing Tatum. Weirdo, go! Trước khi đi sâu hơn vào trong câu chuyện hậu trường giữa Channing Tatum và Gambit, chúng ta hãy cùng đi qua một chút về tiểu sử cũng như là sức mạnh của anh chàng siêu anh hùng này trước nhé. Gambit, hay với tên đầy đủ là Remy LeBeau, là một thành viên của hội X-Men và xuất hiện lần đầu trong tập truyện Uncanny X-Men số thứ 266, được xuất bản vào năm 1990. Xuất thân là một người vô gia cư và không hề có gia đình hay người thân nào bên cạnh. Remy LeBeau có tuổi thơ phải sống nương tựa bởi một tổ chức tội phạm tại New Orleans. Nhưng vì sự đối nghịch giữa hai phe phái ở bên trong, cũng như do chính Remy LeBeau đã gây hấn với một số cá nhân tai to mặt lớn, anh sau đó đã buộc phải trốn khỏi đây để tránh xung đột. Bản chất là một dị nhân, năng lực chính của Gambit chính là khả năng phóng năng lượng vào các vật thể. Mà ta thường thấy cách anh vận dụng năng lực này, đó là anh sẽ nạp năng lượng vào các lá bài rồi phóng chúng ra để phát nổ. Trong Deadpool & Wolverine, ta cũng thấy Gambit có khả năng kết nối nhiều lá bài lại với nhau để tạo thành một vũ khí cận chiến chắc chắn. Đồng thời, những cú chạm của anh lên đối phương cũng có khả năng chuyển năng lượng vào trong đó và khiến cho đối phương phát nổ. Việc Gambit có thể gia nhập vào hội X-Men là bắt nguồn bởi cuộc hội ngộ với Storm. Không cần phải đến tận ngày hôm nay, từ những ngày đầu khi X-Men bắt đầu được đưa lên màn ảnh rộng, cái tên Gambit cũng có một số phận rất là lận đận. Ở phần phim X-2 được ra mắt vào năm 2003, ban đầu, đạo diễn Bryan Singer cũng đã muốn cho Gambit góp mặt trong phim với vai trò như là một cameo. Ông dự tính sẽ cho James Benford, diễn viên đóng thế của nam diễn viên Hugh Jackman, thủ vai Gambit trên màn ảnh. Nhưng vì các nhà làm phim sau đó đã dự tính sẽ cho Gambit một vai trò lớn hơn trong tương lai. Vậy nên, các cảnh quay của James Benford trong vai Gambit sau cùng đã bị loại bỏ. Cũng là theo dự tính của Bryan Singer, thì ông sẽ cho Gambit xuất hiện trong phần phim tiếp theo của X-Men là The Last Stand và người sẽ thủ vai Gambit là nam diễn viên Keanu Reeves. Tuy nhiên thì sau cùng, Bryan Singer đã rời khỏi các dự án phim về X-Men và The Last Stand sau đó lại được giao cho Brett Ratner cùng một đội ngũ biên kịch mới. Trong giai đoạn tiền sản xuất của X-Men The Last Stand hồi năm 2006, thì Gambit cũng lại một lần nữa được đem ra để thảo luận. Và đây cũng chính là lần đầu tiên Channing Tatum bén duyên về cái tên Gambit, khi anh chính là sự lựa chọn thứ hai cho vai diễn này sau khi nam diễn viên Josh Holloway ban đầu được chọn đã bị vướng lịch quay Lost của đài ABC. Nhưng sau cùng, cái tên Gambit lại một lần nữa bị tạm cất vào kho sau khi Brett Ratner cùng các cộng sự quyết định sẽ không vội khai thác nhân vật này. Đến tháng 10 năm 2007, Gambit chính thức được đề xuất để xuất hiện trong X-Men Origins Wolverine, được dự kiến ra rạp vào năm 2009. Tuy nhiên, đến lúc này thì nam diễn viên Channing Tatum lại vướng phải lịch trình với dự án phim G.I. Joe The Rise of Cobra. Vậy nên, anh lại một lần nữa lỡ hẹn với vai diễn này. Để rồi sau đó, Gambit được đưa lên màn ảnh dưới màn thể hiện của nam diễn viên Taylor Kitsch. Đáng tiếc là X-Men Origins Wolverine 2009 chính là một trong những bộ phim tệ nhất của chuỗi phim X-Men, nên đâm ra là cái tên Gambit trên màn ảnh rộng lại tiếp tục nhạt nhòa trong mắt người xem. Những tưởng như cái tên Gambit đã chính thức trôi vào dĩ vãng khi mà chính Taylor Kitsch cũng chẳng mặn mà với vai diễn này. Nhưng Channing Tatum thì lại một lần nữa tìm cách liên hệ với 20th Century Fox với hy vọng đưa Gambit lên màn ảnh trở lại. Anh bộc bạch rằng Gambit là nhân vật yêu thích của tôi. Tôi cũng đến từ New Auckland giống như anh ta. Cả nhà tôi cũng đến từ đó và tôi sống từ nhỏ với những người mang chất giọng Cajun ở xung quanh. Điều này lý giải cho lý do mà vì sao chất giọng của Gambit trong Deadpool & Wolverine lại được khán giả yêu thích đến như vậy. Bởi vì chất giọng đó đã chảy trong máu của Channing Tatum từ lâu. Sự tâm huyết của Channing Tatum sau đó đã được Lauren Shuler Donner, nhà sản xuất nhượng quyền thương mại của thương hiệu X-Men, chú ý đến. Và cô đã tiết lộ rằng vào đầu năm 2014, dự án phim riêng về Gambit đã được lên kế hoạch với Channing Tatum đóng chính. Cho đến tháng 5 cùng năm, thì Channing Tatum cũng chính thức ký hợp đồng để đóng chính trong phim vì nhân vật mà mình yêu thích. Gambit sau đó cũng được dự kiến là sẽ có màn debut trong X-Men Apocalypse, được ra mắt vào năm 2016. Bản thân nam diễn viên cũng được giao phó một vai trò quan trọng ở vị trí nhà sản xuất cho bộ phim riêng của mình. Tuy nhiên, khi bộ phim riêng về Gambit được ấn định là sẽ được ra mắt đâu đó vào khoảng mùa hè năm 2016, sau khi X-Men Apocalypse rời rạp, thì Channing Tatum đã rơi vào ngõ cụt khi không thể mời được bất kỳ vị đạo diễn nào ngồi vào ghế nóng.
Được biết, ngay cả chính Sean Levy cũng được Tatum tiếp cận, nhưng mọi thứ cũng chẳng đi đâu vào đâu. Đến tận tháng 6 năm 2015, đạo diễn phim Gambit mới được chốt, và đó là Rupert Wyatt, người đứng sau sự thành công của Rise of the Planet of Apes. Ngay sau khi chốt được đạo diễn, Channing Tatum bắt đầu tiến hành theo học một lớp ảo thuật cơ bản từ ảo thuật gia David Wong, hòng thành thạo trò ném bài. Nhưng rồi thì sau đó, mọi thứ lại tiếp tục đi vào ngõ cụt khi vào tháng 9 năm 2015, Rupert Wyatt đã quyết định rời khỏi dự án sau khi xung đột ý tưởng với Fox và cả Channing Tatum khi ông dự định sửa quá nhiều thứ ở kịch bản và nó không theo đúng ý của các nhà làm phim lẫn diễn viên chính. Một trong những lý do khác nữa khiến cho dự án chưa thể tiếp tục, đó là từ ngân sách khủng là 154 triệu đô, phim sau đó đã bị cắt giảm đi đáng kể sau sự thất bại phòng vé của Fantastic Four cũng trong năm đó. Đến gần cuối năm, cái tên tiềm năng tiếp theo mới được xuất hiện, đó chính là Doug Liman, người đứng sau Edge of Tomorrow hay Mr. and Mrs. Smith. Bản thảo mới về kịch bản phim Gambit cũng đã được soạn lại, và rồi vào tháng 7 năm 2016, Liman lại rời khỏi dự án vì ông cho rằng mình không có sự kết nối với kịch bản mới của Gambit. Ưu tiên hàng đầu tiếp theo của Fox và Channing Tatum chính là cái tên Gore Verbinski từ loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Mọi chuyện sau đó tưởng chừng như đã trở nên suôn sẻ hơn sau khi Gambit được ấn định ngày ra mắt vào ngày Valentine năm 2019, hệt như Deadpool đã làm hồi năm 2016. Lizzie Kaplan cũng được cho là sẽ góp mặt trong phim với vai trò nữ chính bên cạnh Channing Tatum, và khán giả ở khắp nơi bắt đầu mong chờ về màn trộm cướp mới của Gambit trên màn ảnh rộng. Để rồi sau đó, Gore Verbinski lại rời bỏ dự án với tuyên bố rằng xung đột lịch trình. Bị dồn vào đường cùng, Channing Tatum dự tính sẽ đứng lên đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính. Nhưng đương nhiên là vì anh chưa từng chỉ đạo một bộ phim nào trước đó, nên Fox cũng chẳng mấy mặn mà với kế sách này. Và rồi, vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, 20th Century Fox chính thức bị Disney mua lại, và sau một khoảng thời gian được đánh giá, vào tháng 5 cùng năm, dự án phim riêng về Gambit đã bị Disney hủy bỏ. Đây cũng là lý do mà vì sao Channing Tatum sau đó cũng đã từng tuyên bố rằng mình không thể xem các bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel thêm nữa. Vì sau khi Gambit bị hủy bỏ, anh như mất đi một người bạn vậy. Và sau 10 năm, kể từ ngày đầu tiên đặt bút ký vào vai nhân vật Gambit, Channing Tatum cuối cùng cũng thực hiện được đam mê và niềm sở thích của mình trong Deadpool and Wolverine. Người duy nhất vẫn còn quan tâm đến nhân vật Gambit sau ngần ấy năm, không ai khác chính là nam diễn viên Ryan Reynolds, người thủ vai Deadpool, kiêm luôn vai trò đồng sản xuất và đồng biên kịch của Deadpool and Wolverine. Qua nhiều lần thảo luận trực tiếp với đạo diễn Sean Levy, ông cũng đã rất cởi mở về việc để Gambit của Channing Tatum được xuất hiện ở trong phim. Và để thể hiện niềm đam mê và yêu thích của mình với nhân vật, các câu thoại vô tri, siêu đặc trưng và đậm chất giọng cartoon và Pháp của Gambit trong phim cũng do đích thân Channing Tatum lên ý tưởng. Và giống với Chris Evans, khi vào vai Gambit, Channing Tatum cũng chẳng cần giấy nhắc thoại. Anh chỉ cần xuất hiện với bộ trang phục sát comic nhất có thể của Gambit, để rồi sau đó múa may quay cuồng với các lá bài và nhà thoại. Bấy nhiêu đó thôi đã là đủ để khiến cho nam diễn viên vui sướng. Bởi chính Channing Tatum cũng tin rằng nhân vật của anh đã hoàn toàn rơi vào quên lãng sau khi Disney mua lại Fox và dự án phim riêng đã bị loại bỏ. Sau màn trở lại cực kỳ thành công này của Gambit trên màn ảnh, người xem chúng ta lại có dịp được hy vọng về dự án phim riêng của nhân vật này. Bởi lẽ, ở cuối Deadpool and Wolverine, các biến thể tại The Void được trao trả về vũ trụ của mình. Và biết đâu được, Gambit Remillable rồi cũng sẽ có một vũ trụ riêng thì sao? Có khi là còn có trước cả phim riêng về Blade nữa đấy. Dù chưa có gì xác nhận, nhưng trong kịch bản gốc của bộ phim Gambit bị loại bỏ, ta cũng được biết rằng phản diện chính của phim nhiều khả năng chính là Mr. Sinister. Và cũng giống với Deadpool, nếu có được ra mắt, Gambit cũng sẽ được gắn nhãn R. Nhưng thay vì chú trọng vào việc chém giết nặng đô như Deadpool, yếu tố người lớn ở trong bộ phim Gambit sẽ là các khía cạnh về tình cảm hay tình dục giữa anh và cô vợ Belladonna Burdo. Và đó cũng chính là toàn bộ các thông tin mà chúng mình có được về hành trình chuyển thể đầy chông gai của Gambit từ nam diễn viên Channing Tatum. Các weirdo có suy nghĩ như thế nào về nhân vật này và có mong đợi bộ phim riêng đó hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird, out.